Người ta nghĩ rằng em cho bé uống nước ngủ đúng không? Dạ đúng rồi. Có mấy bữa trời mưa thì bé giống như lạnh vậy, không có ngủ hay say giống vậy, hay cự quậy đó. Mừng, mừng không nói lên lời, gia đình quá khổ, không có tiền. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng như ở video clip trước, Bùi Hồ có đăng về cái hoàn cảnh của em Nhung, 18 tuổi, có hai đứa con cô bác quý anh chị. Hàng ngày thì phải mưu sinh lang thang trên cái bến phà bán vé số để tìm hiểu thật về cái cuộc sống của em ở trên cái bến phà là như thế nào. Thì hôm nay Bùi Hồ có vào tận đây để mà quay cuộc sống của em, cũng như là thay mặt cho cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân để ủng hộ cho các em có số tiền để mà mua sữa cho bé. Bé Ngọc cũng như là con lớn của bé. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Em đang ở đây, ngồi ở đây nè. Tự nhiên cái nhìn thấy hình ảnh này thấy nó tội tội sao á. Ôi trời ơi. Ủa sao chị này là sao? Dạ em không có vốn đi sinh. Chị đi sinh hả? Dạ. Ở nhà sáu đứa con đang có bầu nữa là 7. Chị sáu đứa con hả? Dạ. Đang trời. Có bầu nữa là 7 đứa. Ôi ơi. Dạ, chút xíu em phỏng vấn chị sao? Ờ, anh chào em nghe Nhung. Dạ em chào anh. Còn ngày sáng giờ bán còn nhiêu tờ vé số trời? Sáng giờ em bán 200, giờ này còn 4 mấy vé. Anh đeo này vô cái ha. Dạ. Bữa nay tăng giá bán lên hay vậy? Dạ. Hôm trước là anh nghe nói là bán có 100 mấy rồi hả? Dạ. Có 100 à? Có 100 à. Bữa nay là bán 200. Dạ. Tại mấy bữa nắng là em bán 200. À. 300 mấy, còn bữa mưa là em bán có 100 à. Sao anh thấy ẩm bé thấy tội quá, tên Ngọc đúng không Nhung? Dạ đúng rồi. Tại hồi sáng này gì kia vậy cũng thấy là dĩ coi á, dĩ coi quay vậy cũng thấy là ẩm em bé á, tội gì nè. Em đem theo cái gì vậy? Cái túi đó là gì vậy? Dạ đựng tiền với nón của bé. Rồi có đem sữa theo không? Dạ có. Dạ hả? Dạ. Sáng giờ bán đỡ không? Dạ đỡ. Giờ này gần 2 giờ rồi. Trời ơi trời. Bán 200 vé thôi nha. Dạ đúng rồi anh. Dạ còn nha. Dạ giờ này còn 43 vé. 43 vé hả? Dạ. Khủng khiếp thiệt ha. Sáng gì đó nói là giờ dĩ kêu là em nghỉ ở nhà đi. Cỡ khoảng con em được 6-7 tháng hả ra bán. Một tháng là dĩ cho em 6 triệu. Chị nói vậy đó. Chị kia gặp em hả? Dạ, chị cho số điện thoại, có gì ngày mai á, chị xuống đây chị nói chuyện với em. Thì thôi, thì anh khuyên em nên nghỉ ở nhà đi. Dạ. Để cho bé 6-7 tháng rồi gửi bé em đi bán luôn, chứ gì thấy tội quá, nhiều người ta không biết là mượn cái hình ảnh của bé người ta sẽ không biết á. Dạ. Không biết cái hoàn cảnh của mình thì người ta nó sẽ nói là mượn cái hình ảnh của bé để mà đi. Dạ đúng rồi. Đi bán vé số, rủ lòng thương của mọi người á. Mà đặt ra thì thấy bé rất là tội luôn á bé Nhung. Mà người tội dạ, nữa là em đó. Lúc đầu em có gửi mà bà, mấy cô mà giữ trẻ nói là 6 tháng mới gửi được. Cho nên em bắt buộc phải đi bán tiền mua sữa. Nếu như có Mạnh Thường Quân nhận vậy thì thôi thì em ở nhà đi. Dạ. Bán 1-2 ngày nữa nghỉ được không? Dạ. Cô nói là ở nhà đi, bé khoảng 6-7 tháng rồi con em gửi em đi bán. Chứ ẩm bé gì ra gió tội cho bé lắm. Ừ, tội lắm. Nó nói là một tháng sẽ cho em 6 triệu để mua sữa tải cho bé. Thì cô đó tài trợ 3-4 tháng là thấy được rồi. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ em ăn rồi, em ăn cơm rồi. Sáng em cơm đem theo hay là ăn cơm hộp? Dạ em ăn cơm ở nhà, xong em lên đây em bán. Cái cuộc sống. Em qua gì năm ăn. Ăn cơm ở nhà ha. Rồi bé uống sữa gì? Dạ bé uống sữa lon. Sữa gì? Dạ, sữa lon á, em đem theo hộp sữa, đem xuống đây có nước nóng em pha cho bé uống. Có nghĩa là sữa pha chứ không có phải dạ. Sữa bịch giống như lúc dạ. Trước đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Sao cái này em bán nhiều vậy, sao bán có 100 vé thôi cho bé. Em cũng tính bán cỡ 100 mấy à. Bán cho mình về sớm cho nó khỏe. Với lại bữa nay em lên trễ, em ngủ quên. Tới 10 giờ em mới lên tới đây lần. Ngủ quên hả? Dạ.
Tại tối bé hút á, em giỡn bé em ngủ không được, sáng em ngủ quên. Rồi ba bữa nay có chạy không? Dạ có. Con nhỏ thì thích kiếm dữ lắm. Dạ. Có nhà dữ dữ kiếm mà tại lên đây bán với phà gì không thấy. Thấy cái hoàn cảnh thì rất là tội luôn. Mà mình đi bán hoài thì thấy tội cho bé. Mà dạ, cuộc sống mưu sinh thì mình phải ẵm con của mình đi bán. Nó còn 40 mấy tờ. Bây giờ thì 2 giờ trời ở đây rất là oi bức. Cuộc sống ở chỗ bến phà rất là nhiều xe cộ luôn. Mà bé say ngủ à. Bé ngủ hoài vậy thôi Nhung. Dạ bé ngủ hoài vậy đó. Bé dễ ngủ. Cho cũng no là ngủ mà. Bởi vì người ta hôm trước em nói là như thế thì người ta nghĩ rằng em cho bé uống thuốc ngủ đúng không? Dạ đúng rồi. Có mấy bữa trời mưa thì bé giống như lạnh vậy. Không có ngủ say giống vậy. Hay cự quậy lắm. Cuộc sống bến phà rất là cực khổ luôn. Dạ. Thôi tranh thủ về sớm. Bán nhanh nhanh hết sớm về sớm cho anh thấy cái cảnh này. Dạ. Anh ngồi đây rất là nực luôn á. Dạ. Rất là khó chịu. Xe, tiếng xe nó ồn quá đà. Có tính chừng này chị đó ấy hỗ trợ chắc mình nghỉ hả Nhung? Dạ, đúng rồi. Hả? Dạ. À, thôi nghỉ đi cho bán hoài thấy nó tội quá. Dạ. Ha. Rồi mai mốt mình kiếm cái nghề gì khác mình làm chứ bây giờ nãy cuộc sống ở bến phà này rất là ồn và rất là tội luôn. Dạ. Sao giờ ta? Lát nữa ba em chạy gần đây không? Dạ ba em ở ngoài á mà không biết ba em có đi chở khách không? Ba dạ, chở khách rồi. Chở khách rồi. Dạ. Cái xe đã đậu đó. Dạ. Nhìn cái cảnh khổ thiệt. Ừ, rất nhiều cô chú ở đây luôn. Cái cuộc sống bến phà mà. Thôi bây giờ như thế này nè, hôm nay thì anh đến đây á, gặp cái, nói chung là hôm trước, hai lần trước á, thì gặp em ở ngay chỗ cái quán cà phê với lại ở nhà thôi. Dạ. Thật ra cái cuộc sống ở đây nó rất là ồn và khó chịu mà rất là tội nghiệp cho bé luôn. Dạ. Nên hôm nay anh đến đây anh thay mặt cho chị Sally ở Úc gửi cho em 2 triệu. Dạ. Đây là 2 triệu, cô bác anh chị đây là phần quà của chị Sally. Còn bà quà của chị nữa tên là Tống Thị Thanh Hải. Dạ. À, gửi cho em 300 ngàn. Đây là 2.300.000. Đây ha, 1 triệu. Anh gửi cho em 2 triệu. Số tiền thì ít nên Bùi Hồ trao ở đây luôn. Em giữ được không? Dạ được. Giữ được không hay cần anh giữ lại về nhà đưa cho ba? Dạ em giữ cũng được. Giữ được không? Dạ được. À, ban ngày thì cũng không có sao đâu ha. Tại em cố qua gắng. Phà em qua về em luôn. Hả? Em đi qua phà em qua về em luôn. Ừ, qua phà qua về luôn. Còn mấy tờ giấy số? Dạ còn 43 tờ. 43 tờ hả? Rồi coi anh đếm coi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dạ. Cái chuyện điểm số của chị nghiệp đó. Không chuyên nghiệp đúng không chị? Dạ. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tờ. 42 hả? 42, 43 kệ nó đi. Thôi bây giờ anh ủng hộ hết cho em giấy số nào. Anh tặng cho em luôn. Cảm ơn anh. Đó. Mua hết cho bé đi về, cô bác với anh chị. Chiều nay mà có trúng thì anh gửi một ít cho hai mẹ con nghỉ đi bán giấy số luôn. Rồi. Rồi thôi bây giờ tranh thủ về đi ha. Dạ. Rồi. Dạ, xin gửi lời cảm ơn tới cô chị Sally ở Úc. Chị Sally ở Úc. Với lại một cái chị Tống Thị Thanh Hải. Dạ, với chị Tống Thị Thanh Hải đã trao cho con số tiền này để con có tiền con mua sữa với tã cho con. Dạ, đỡ lo phần nào hơn. Con xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Thôi bây giờ nè, tạm thời một ngày mai mốt nghỉ, nghỉ bán ở nhà đi. Dạ. Được không? Không lấy giấy số nữa. Hôm nay hổng gài là lấy giấy số tiền mặt hay là thiếu? Dạ, tiền mặt. Tiền mặt. Mới lấy tiền mặt mấy hôm nay à. Bây giờ không lấy giấy số nữa. Dạ. Không bán nữa. Ở nhà ổng gài nuôi cho bé như chị đó đi. Đợi coi chị đó như thế nào nha. Dạ. Rồi bây giờ ẩm cho bé về đi. Qua phà về đi. Cho anh thấy tội quá. Dạ. Còn chị là này là như thế nào? Đẹp rồi.
thì gia đình thì 6 đứa con. Em đang có bầu 4 tháng mấy nữa. Dạ đang có bầu nữa hả? Dạ. Ôi trời ơi. Nhà chị ở đâu? Dạ em mướn nhà dưới đây nè, dưới đuôi cồn á. Dưới đuôi cồn? Dạ mướn nhà trọ. Bé này là thứ mấy con của chị? Bé này là thứ út. Thứ út? Dạ. À, mấy tuổi rồi chị? Dạ nó mới 12 tháng mấy rồi cậu. 12 tháng mấy? Dạ. 6 đứa con này đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Đứa lớn nhất là 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ, kế nó 6 tuổi, kế nó 5, kế nó 4. Rồi chị mới hớt tóc hay gì ta? Dạ, tại ông xã ông bệnh nặng á, rồi dái xuống tóc bệnh cho ông xã bớt bệnh, tận lo phụ tiết gia đình. Rồi ông xã cũng hơi đỡ rồi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34. 34? Dạ. 34 tuổi 6 người con? 34. 34 tuổi 6 người con? Dạ. Chị lập gia đình lúc nhiêu tuổi? Lúc hai mấy tuổi à. Ôi trời ơi. Giờ không có vốn, ẵm con đi sinh. Chị tên gì? Dạ Lê Thị Mai. Lê Thị Mai. Dạ. Chồng của chị bệnh gì? À, bị phổi. Bị phổi. Phổi lép vô bên đó. Rồi nước vô rồi lên chợ làm nào đồ nặng cũng được. À. Ở nhà coi chừng con tiếp. Ừ. Rồi là tại sao không gỡ bé mà chị là phải ẵm bé đi sinh? Dạ không có tiền cậu ơi. Ẵm cháu đi sinh. Chứ gửi thì không có khả năng. Rồi mấy đứa con kia của chị? Dạ nhà. Ai nuôi? Dạ ông xã nhà coi. Coi chỉ phụ tiếp coi gia đình thôi chứ không có làm gì đồ nặng được hết. Vậy hả? Dạ. Rồi sao chị không đi bán vé số? Dạ không có vốn nữa. Xin vậy chị xin ngày được nhiêu tiền hả chị? Cũng được trăm mấy hai trăm. À. Trăm mấy hai trăm thì mình để dồn lại thì mình bán vé số được rồi. Dạ không được, ngày nào cũng mua sữa, mua tải cho cháu. Sáu đứa là còn ba đứa bú sữa bình. Anh với chị không có kế hoạch hay sao mà để sanh dữ vậy? Dạ không. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi chị? À, cũng bốn mấy rồi. 43. 43 tuổi. Dạ. Anh lúc trước làm cái công việc gì? À, lúc trước làm hồ. Giờ tai nạn yếu vậy đó rồi, không có đi làm hồ được. Ở nhà trông con tiếp. Dạ. Rồi chị lúc trước làm cái công việc gì mà bây giờ phải đi bán vé số. Rồi bị ta giật hết vốn, giờ ẵm con đi sinh. Đôi khi thì chị ẵm bé như thế này thì người ta nghĩ rằng là chị đang chăn dắt bé nhỏ đi bán sao, đi sinh sao. Dạ. Người ta có nghĩ gì không? Dạ không, tao cũng biết hoài à. Gia đình xuống đây hoài à. Rồi ta đi ngang, ta gặp, ta cho tiền, cho đồ quần áo này kia nọ. Chị sinh năm nay là bao nhiêu năm rồi? Sinh năm 88 à. Biết rồi, nhưng mà chị đi sinh ở chỗ này là bao nhiêu năm rồi? Dạ lâu lắm rồi, nói giờ không nhớ nổi. Đi sinh không hả? Dạ. Trời ơi, tại sao mình cái cuộc sống của mình rất là khó khăn như vậy mà mình lại sinh nhiều nhiều con như? Tại vì em tính hằng này là được 12 tháng là vô mổ là tiệt sản luôn. Rồi cô y tá nó hơi cháu nó còn non quá, đừng có mổ nữa, cái vết thương còn mới á, không có cho mổ. Tại mổ này là xong mười mấy triệu nè. Cũng nhờ người ta giúp đỡ đó. Nhưng mà em hỏi là gia đình của mình á, thì anh làm hồ, chị đi sinh, mà cuộc sống của mình rất khó khăn như vậy, chị tại sao chị lại sanh nhiều như vậy? Tại vì tính ngừa mà mình uống thuốc á, mình quên á. Rồi con đông quá rồi mình không có nhớ nổi. Đứa này cấp đứa kia la rồi mình không có đem thuốc theo được. Rồi quên ngày cái nó dính. Vậy là hàng ngày cái công việc của chị là đi sinh để về nhà nuôi con và nuôi anh? Dạ. Chị có mấy chị em? À, 5 người mà có chồng có vợ đi hết rồi. Giờ có mình ở đây có chồng. Còn anh, bên gia đình của anh? À, bên gia đình của ông xã ở đây. Nhưng mà mình ai làm, mình ai sống, không ai lo cho ai được hết. Chị thường là đi sinh từ mấy giờ đến mấy giờ? À, khoảng chừng 5 giờ mới về tới nhà. Mấy giờ sáng mấy giờ chị đi? 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. À, cái việc ăn uống của chị thì sao? À, ăn hàng cũng như ngoài đó, mua cơm, dĩa này kia nọ. Ừ, khi có tiền để ăn, không có thì nhịn đói uống nước, được cơm. Bé chị này gần bé Nhung nè, không biết là hai chị em nha, chắc cũng thường cũng hiểu nha. Hai vợ cháu cũng như cũng dặn bán số chung á. Rồi cũng tới lui ở đây hoài vậy đó. Rồi quen. Dạ. Ngay nhiều khi nó cũng có tiền cho cũng được vài chục ngàn, 50 ngàn. Nhung cho chị hả? Dạ. Thấy đói quá mua đồ cho ăn. Nhờ, có bữa nào sinh không có không? Có. Nhiều khi không có cũng phải về thôi chứ sao giờ.
Không có thì mình cầm tới 10 giờ tối rồi mình mới về. Cuộc sống mà đi sinh như thế này hoài thì nó đâu có, nó có phát triển được. Chị có suy nghĩ là mình sẽ làm cái công việc gì khác không? Dạ, em bước là em có số tiền làm vốn để bán số nuôi con. Bây giờ mình không có khả năng đó, mình nằm con ngày nào hay ngày nấy. Thật ra thì em muốn chị, bây giờ chị còn sức khỏe thì em muốn chị bán cái số. Dạ. Nếu như mà chị có thể bán được 100 tờ không? Em bán ngày 300 tờ lận. 300 tờ lận? Dạ. Láng là bán 100 tờ là bình thường đúng không chị? Dạ. Anh hiện nay tình trạng sức khỏe của anh thì sao rồi? Cũng yếu hoài đó, cậu ơi, không có đi đâu xa được hết, ở nhà đó mua bình nước đá gì nè, đá lạnh nè. Bình này nhiêu tiền chị? Dạ, cái này có 2.000 trà đá, còn cái này mình mua mới thì 45.000, tao có lấy tiền để cho. Thật ra em rất là ám ảnh cái trường hợp là các chị mà phải ngồi ở đây sinh mà hình ảnh có đứa bé như thế này. Dạ. Tại vì em nhiều người ta sẽ nghĩ bị cái trường hợp là bị lừa, bị chăn dắt trẻ em đi sinh đó chị. Dạ. Thì chị có bị người ta nói không? Dạ không, người ta biết mình hoàn cảnh mình vậy đó, biết chỗ nơi chỗ không mình ở luôn á, người ta không có nói. Người ta đi ngang để cho tiền, cho bánh trái cho mấy đứa nhỏ ăn hoài à. Dạ. Chị tên gì ta? Dạ Lê Thị Mai. Chị Mai. Dạ. Hôm nào chị cho em về nhà chị được không? Dạ được, lúc nào cũng được hết đó. Dạ. Dạ. Giờ thì mấy đứa nhỏ đang ở nhà. Chị Mai có điều ước gì trong cuộc sống không? Dạ em ước ao là có mới vốn lo cho ông xã hết bệnh. Ừ. Còn gì nữa không chị? Dạ, cho con nó đi ăn học, nhọn gái lớn. À. Chứ không có con của chị mà. Có được đứa 14 tuổi có được đi học không? Dạ không anh. Dạ hả? Dạ. Không có đứa nào được đi học hết hả? Ôi trời ơi, chị đi sinh như thế này không cho các bé đi học thì tương lai của các bé lớn lên sau này chị có nghĩ là như thế nào không? Thớm phường thì kêu nạp giấy mà giờ mình không có tiền, nếu mà cho đi học mình phải đóng tiền trong bảo hiểm nó là mấy trăm ngàn nữa. Rồi ngày nào hay ngày nấy chứ không có tiền, không có khả năng đóng cho cháu đi học. À. Có nhỏ gái tới học lớp 1 để kêu vô mình là nạp trễ mà tao cho học. Dạ. Hình ảnh của bé rất là tội. Bé tên gì ta? Dạ bé tên Lê Thành Dương. Dương ha. Dạ. Chị nói là đứa lớn là 14, đứa nhỏ là mấy? 6. 6. Kế nữa 5. 5. Kế nữa 4. 4. Kế nữa 3. 3. Nó nợ. Ủa tại sao đứa 14 tuổi rồi kia đứa kia tại có sao? Tại là đứa trước á, đứa lớn á là của chồng trước. Rồi mình thôi rồi. Mới về mới ở với ba mấy bé này. À chị hai người chồng. Dạ. Chồng trước hiện nay là cũng có vợ rồi. Có vợ có gia đình rồi. Dạ. À. Thôi lâu chưa chị? Dạ thôi lâu rồi. Thôi lúc mà mới mang thai con bé đó 2 tháng à. Là tự sanh tự dưỡng tự nuôi luôn. Không cho nó hay biết gì hết. Con cũng tình cờ biết được cái hoàn cảnh của bé Nhung nè. Dạ. Đó thì thật ra thì em rất là ngại mừng cái có cái hình ảnh của các bé. Dạ. Thì thôi thì mong là sau khi chia sẻ clip này lên thì cô bác của anh chị sẽ thấy được và có thể hỗ trợ cho chị cuộc sống tốt hơn. Dạ. Và đặc biệt là tuổi của bé nó đã đủ rồi, chị nên để cho người ta giữ hoặc là các con ở nhà của chị, đứa 14 tuổi có thể chăm đứa này được mà. Dạ, chăm mà không có sợ. Tại mấy đứa kia nó quậy á. Còn thằng này thì mới biết bò nữa, nó giữ không sợ. Ôi trời. Rồi hôm nay em đến đây đó thì em thay mặt cho chị Quỳnh gửi cho chị 1 triệu đồng để chị làm vốn bán, ngày mai mới bán vé số được không? Dạ dạ. Ha, dạ. Còn số tiền mình đi xin được thì chị cứ nuôi cho gia đình, mai bán vé số. Em không muốn chị đi xin nữa, thấy hình ảnh rất là tội luôn. Ha. Dạ. Và chị em gửi chị nè 1 triệu em cầm máy. Cảm ơn. Dạ. Dạ em cảm ơn cái cô về máy cho chị Quỳnh. Em cảm ơn chị Quỳnh rồi giúp đỡ cho gia đình của em có mới vốn bán số hàng ngày nuôi mấy đứa nhỏ, em rất là cảm ơn nhiều. Rồi thôi chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ủa dạ. Sao muốn khóc luôn rồi? Dạ để cầm sự tiền lớn. Dạ nãy giờ em không cầm sự tiền lớn, em cầm em quá trời xúc động.
gia đình quá khổ, không có tiền. Quên nữa, em mà hỏi này cái nha. Hôm trước là bé Nhung nói là mình lấy gối đầu được, chị lấy gối đầu không được hả? Dạ không được. Cái đó là có người bảo lãnh cho mình, còn có là mình tự quê hoàng hoặc là mượn vốn ai đó mình đi bán, chứ người ta không cần mình lãnh thiếu. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Nghe chị Mai. Dạ. Vậy hôm nào em thăm lại chị có số điện thoại gì không ta? Dạ có. À rồi, chào chị ha, xin chào, gặp lại cô bác với chị ở video clip sau. Xin chân thành cảm ơn chị Quỳnh đã đồng hành cùng Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại chị. Xin chào cô bác với chị.